Sau quãng thời gian nắng ấm bắt đầu từ sáng ngày hôm qua, miền Bắc đã chuyển sang trạng thái mưa mù. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu tràn xuống nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì kiểu khí hậu trên sẽ kéo dài cho đến hết ngày 26 Tết. Sau đó thì miền Bắc trời sẽ nắng ấm, thuận lợi cho người dân mua sắm và sửa soạn nhà cửa đón Tết. Những ngày trước, do thời tiết miền Bắc nắng ấm nên thuận lợi cho hoa đào, hoa mai bung nở và khoe sắc. Sáng sớm hôm nay, dù mưa mù bao phủ nhiều khu vực nhưng vẫn rất đông người dân tìm đến các chợ hoa để lựa chọn. Đến trưa nay, sương mù vẫn tiếp tục duy trì tại Hà Nội và nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông. Nhiều khu vực nội thành Hà Nội bị ùn tắc, khiến cho hành trình về quê đón Tết của nhiều người bị chậm lại. Đến chiều và đêm nay mùng 10 tháng 2, bộ phận không khí lạnh sẽ chính thức ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Nhiệt độ toàn vùng sẽ hạ nhanh, kèm theo là mưa nhỏ. Đêm nay Hà Nội rét từ 13 đến 14 độ, sau đó sang sáng mai, cao nhất ban ngày cũng không vượt quá 15 độ. Trong khi đó, thành phố Lào Cai giảm từ 20 độ xuống còn 14 độ, thành phố Lạng Sơn hạ 5 độ còn 11 độ C. Những khu vực vùng núi cao dưới 5 độ và nguy cơ xuất hiện băng giá trở lại. Đợt mưa rét này sẽ kéo dài đến hết thứ hai. Sau đó từ 27 Tết, trời sẽ ấm nhanh trở lại. Đến ngày 28-29 Tết, Hà Nội có thể ấm từ 24 đến 25 độ, thuận lợi cho người dân mua sắm cũng như dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.